Hello, xin chào tất cả mọi người. Tháng này mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cách cài Win 10 mà không cần USB. Chúng ta sẽ cài trực tiếp trên hệ thống nền tảng đang chạy hệ điều hành của chúng ta. Thì các bạn muốn cài được thì các bạn sẽ làm những gì? Thì các bạn sẽ download cho mình hai bản này nhá, Win 2 HDD và Win 10. Thì mình sẽ để đường link từ dưới, các bạn sẽ vào đây tải nhá. Bây giờ các bạn vào đây cho mình. Khi vào đây thì chắc chắn sẽ có bát. Thì quá trình này thì các bạn sẽ hướng dẫn lấy bát theo đúng hướng dẫn. Còn không thì mình sẽ chia sẻ luôn các bạn là bát của nó là 1217. Còn các bạn sẽ cài đặt cho mình cái ứng dụng Win 2 HDD này nhé. Rồi nhé. Máy nó đang chậm, nó đang đơ nên tất nhiên là mình sẽ phải gì rồi. Đấy, cái này sẽ không có tiếng Việt đâu mọi người nhé. Đấy, thì các bạn sẽ ok luôn. Rồi, các bạn chọn bên trên này, next này, next này, next tiếp này, desktop này, next này. Rồi cái hệ thống cài đặt thì các bạn sẽ chuyển vào đây. Đấy, bạn bắt hết ra ngoài cho mình nhá. Các bạn sẽ vào Win này. Khi cải về các thứ thì chắc chắn nó cũng y hệt như cái kia. Là hướng dẫn các bạn là vào cái password. Thì password mình sẽ chia sẻ và mình sẽ để link phía bên dưới. Thì nó sẽ ra cái bảng Win như này. Có con đuôi là chấm. Đây, các bạn muốn xem đuôi thì các bạn sẽ ấn phía phải. Các bạn sẽ kiểm tra. Đấy, con đuôi ESO. Rồi, ok nhá. Đấy, các bạn sẽ làm thao tác mình. Rồi, Philip. Đấy, bây giờ nó sẽ hệ thống sẽ ra là giao diện như này. Đấy, khi các bạn tích vào nó sẽ ra một cái đường link. Đấy, các bạn sẽ tích vào cho mình nhé. Rồi, nhé này. Nó sẽ ra đường link đến này, các bạn sẽ tắt đi. Ok. Đấy, thì vào đến đây thì các bạn sẽ chọn ứng dụng đầu tiên. Các bạn đừng chọn ba cái này nhé, các bạn chọn đầu tiên đi. Đấy, rồi, nó sẽ ra một giao diện như này. Thì các bạn sẽ tìm đến đường link này. Đấy, đường link để Win đi các bạn nhé. Đấy, Win các bạn phải về, các bạn phải nhắn ra thì để lâu thì các bạn sẽ tìm đến đường link đấy. Rồi tiếp theo thì các bạn tìm đến đường link Win và xong đấy. Đấy, các bạn click vào đấy. À, rồi các bạn sẽ chọn luôn nhé. Đấy, thì ra đây thì hệ thống nó sẽ tự loát ra rất nhiều loại Win. Thì để chạy được cái bản này thì các bạn sẽ chọn trong tất cả những cái Win này thì các bạn chọn, các bạn thích chọn Win nào thì các bạn chọn thì được. Đấy, thì ra đây thì các bạn sẽ chọn Win nào tùy chúng ta. Thì thường thường mình hay cài cho khách hàng Win 10 Pro. Đấy, rồi các bạn ấn Next nhé. Ra đây thì hệ thống của ứng dụng này nó sẽ tự động chọn cho các bạn là ở ổ C luôn này. Ổ C và tích luôn vào đây này. Đấy, đấy, đây cũng vậy này, ổ C này, hệ thống nó sẽ tích luôn vào đây. Đấy, rồi các bạn sẽ ấn Next cho mình nhé. Các bạn sẽ ấn Next này. Rồi, rồi các bạn ấn Yên nhé. Rồi tiếp theo đến đây thì các bạn cũng chọn Yên luôn. Rồi tiếp tục cũng chọn Yên. Thì đến đây thì hệ thống nó sẽ đang lát. Các bạn sẽ yên tâm nhé. Các bạn yên tâm là các ổ phân vùng của chúng ta sẽ không bao giờ bị xóa. Rồi mà hệ thống máy sẽ khởi động lại. Là sẽ tự động cài đặt. Khi mình cài như này thì chắc chắn là cái ổ C thì sẽ bị format hết. Các bạn nếu có dữ liệu ở desktop hoặc là mình download về ổ C thì các bạn sao chép trước rồi các bạn hãng chạy nhé. Nhưng mà thường thường là các bạn sẽ sao chép hết sang ổ D chứ đừng lại nhảy ổ C thì sẽ không bị mất dữ liệu. Chính gì chú? 3G ạ? Ờ, chú lấy... lấy 1 năm hay là 5 bản? Lấy năm tháng. Con đang ở đây thì... Giá là 270. Em đưa cái gì? 250 lần là gì quả? Còn bây giờ 250 lần là gì quả? Bây giờ cái gì cũng tăng. Ít tuổi luôn.
nhé. Tiếp theo thì mình chọn key các bạn để chọn để mặc định cho mình nhé. Yeah. Và đến đây thì các bạn đã skip nhé. Tiếp theo thì đến tìm mạng thì nếu các bạn là wifi thì các bạn sẽ phải nhập vào nhé. Còn nếu mà máy cây thì các bạn sẽ hệ thống sẽ tự mình tìm nhé. Next nhé. Rồi, tiếp theo đến đây thì các bạn chọn dòng thứ hai nhé, rồi các bạn like nhé. Rồi, tiếp đến đây thì các bạn chọn dòng máy nhé. Rồi, nghe này. Tiếp theo thì đến đây thì nếu mà máy các bạn khỏe thì bạn để nguyên nhé, còn nếu mà máy yếu thì các bạn bỏ đi bỏ hết đi cũng được nhé. Đấy, bỏ hết đi còn các bạn đây. Rồi, tiếp theo đến đây thì các bạn sẽ skip đi.
Rồi, cuối cùng là chúng ta đã cài đặt xong nhé. Thì các bạn nhìn thấy chưa, wifi của mình cũng đã nhận luôn rồi. Thì các bạn sẽ vào cài đặt này. Khi vào đây thì hệ thống của máy nó sẽ tự động cập nhật hết cho driver cho chúng ta. Rồi, các bạn thoát ra ngoài nhé. Các bạn gõ cho mình là control. Đây, control panel này. PC này, bạn cho sang view này, bạn tích này, bỏ này rồi, bạn xem vào, ok nhé.